Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lễ công bố thương hiệu xuất sắc ba miền và gương mặt doanh nhân xuất sắc ba miền vinh danh sản phẩm chất lượng dịch vụ hoàn hảo năm 2022. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cũng đã lựa chọn ra những doanh nghiệp xuất sắc, những doanh nhân tiêu biểu được bình chọn là gương mặt doanh nhân xuất sắc ba miền năm 2022, vinh danh sản phẩm chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hùng Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, và ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ lên trao cúp và biểu trưng cho các doanh nhân. Xin trân trọng kính mời hai ông. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu doanh nhân Tạ Thị Hạnh, học viên đào tạo Vua Linh. Với phương châm hoạt động trao chọn chữ tín, gắn chọn niềm tin, doanh nhân Tạ Thị Hạnh đã xây dựng học viện đào tạo Vua Linh trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, dạy nghề và tư vấn du học, định cư nước ngoài, chấp cánh ước mơ và nâng cao giá trị sống cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam có việc làm và cuộc sống thịnh vượng tại các nước phát triển trên thế giới. Và một lần nữa xin được chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp đã có tên trong danh sách gương mặt doanh nhân xuất sắc ba miền, sản phẩm chất lượng dịch vụ hoàn hảo năm 2022. Mười lăm năm qua, thương hiệu Vua Linh đã phủ sóng ở khắp ba miền Bắc Trung Nam và đã kết nối cho rất nhiều thế hệ học viên đi du học và đi định cư ở nước ngoài, đã giúp cho mọi người có một cuộc sống an sinh xã hội tốt ở các nước trên thế giới, giúp cho rất là nhiều học viên có được các suất học bổng chất lượng, có những suất học bổng toàn phần và có những suất học bổng bán phần cho các học viên đi du học và có những thành tích xuất sắc trong học tập trong những năm vừa qua. Đó là những cái giá trị mà Học viện Vua Linh đã trao cho các thế hệ học viên. Để định hướng phát triển Học viện Vua Linh trong những chặng đường sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị thương hiệu Vua Linh khắp 63 tỉnh thành và để nâng cái giá trị của Học viện Vua Linh khắp ba miền Bắc Trung Nam, giúp cho uy tín của Học viện Vua Linh và chất lượng của ngành đào tạo sẽ được nâng tầm và giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam có một môi trường học tập chất lượng, bài bản, giúp cho các bậc phụ huynh và các quý vị đối tác có một nơi địa chỉ vàng đáng tin cậy để có thể gửi con em mình đến tham gia học tập tại Học viện Vua Linh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục để phát triển ra thị trường nước ngoài, các nước như Anh, Úc, Mỹ, Canada để chắp cánh ước mơ cho các thế hệ trẻ của học sinh có thể đi du học, có thể đi xuất khẩu lao động thành công, có một cuộc sống an sinh xã hội tốt hơn trong cái chặng đường phát triển lộ trình công danh của các học viên. Vua Linh sẽ xây dựng một hệ thống đội ngũ nhân sự giảng viên Việt Nam, giảng viên nước ngoài, chuyên nghiệp, bài bản, hội tụ đủ tâm, tầm, tài, tuệ, tín để giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao cái giá trị về tri thức, về ngoại ngữ, về văn hóa để mà có thể giao thương, hợp tác, hội nhập được với thế giới ngày một phát triển thịnh vượng hơn ạ.